Xin chào các bạn, trong cái video này Cô Căn sẽ cập nhật cho các bạn một cái thông tin mới về cái phần Midjourney, công cụ AI tạo hình ảnh rất là tuyệt vời trong những cái công việc mình làm về sản phẩm như là sách hay là app game vân vân. Thì trong cái buổi hôm nay mình Cô Căn sẽ cập nhật các bạn mới về cái điều này. Thường thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh ở trên Discord liên kết từ công bot của Midjourney qua, đúng không nào? Nhưng đối với bây giờ cái Midjourney nó sẽ cập nhật là nó sẽ tách rời cái Midjourney và Discord ra rồi. Thì các bạn chỉ cần vào trong cái thằng Midjourney này và các bạn chỉ cần copy và dán cái prompt vào ở trong cái phần create này thôi. Đấy, ở menu bên trái này thì các bạn chọn vào create và các bạn dán cái prompt của mình vào đây. Và trong cái prompt này mình cũng sử dụng cái câu lệnh phía sau về cái bố cục tỷ lệ là cái hình đó là chiều dọc và chiều ngang ha, gạch ngang AR, và mình chọn là 3 x 4, rồi sau đó mình nhấn enter. Thì như vậy là chỉ cần dán vào đây thôi, chứ chúng ta không cần gọi cái câu lệnh là amaze, không cần sử dụng là cái câu lệnh là amazing prompt này nữa ở bên Discord nữa, mà chúng ta dán trực tiếp vào đây để cho nó tự render ra thôi. Thì đây là một cái sự thay đổi rất là bất ngờ giữa Midjourney và Discord. Thì các bạn cứ làm việc ở trên Midjourney nó sướng hơn. Rồi, ok. Thì như vậy là cái quá trình đã làm xong cái phần này. Cái thứ hai đó là Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tip cũng khá là hay. Nếu mà các bạn không biết prompt hoặc là các bạn không biết sử dụng cái công cụ ChatGPT hoặc là những cái công cụ hỗ trợ khác, thì các bạn muốn có một cái hình ảnh đẹp thì các bạn vào ở trong Midjourney và chọn Explore. Ở trong một cái Explore này các bạn có thể là search một cái từ khóa mà các bạn muốn tìm kiếm. Nếu mà các bạn nào mà ví dụ như mình search là chữ là t-shirt design. Đấy, nếu mà các bạn không biết prompt thì các bạn sử dụng cái t-shirt design này, thì các bạn sẽ xem tất cả các mẫu về t-shirt đây. Ví dụ như là một cái mẫu nào đấy các bạn muốn chọn một cái ngách đây ha. Ví dụ như là dog. Ok. Thì ở đây thì có một cái con chó này rất là đẹp, đúng không? Ở đây có rất là nhiều mẫu. Thì các bạn kích vào cái hình design này thì các bạn muốn có một cái style kiểu như thế này, thì các bạn chỉ cần là vào ở trong nút ba chấm ở bên phải này, các bạn kích chuột phải chọn và kích vào đây và chọn copy và các bạn chọn prompt. Sau khi các bạn chọn prompt rồi á thì mình sẽ dán qua phần create của mình. Thì cái này chỉ các bạn chỉ cần sử dụng cái tip là copy prompt thôi. Prompt đổ vỡ ở trên Midjourney hoặc là trên tất cả các nền tảng này thì nó mang tính là giống như là một cái câu request, một câu yêu cầu thôi. Còn nó output ra thì nó mang tính tương tự, nó chứ không giống như cái hình như thế này. Đó, các bạn hiểu không nào? Thế trong phần này thì các bạn copy xong và dán vào đây ha. Ở trong mục này thì các bạn nhấn enter thì nó sẽ ra một cái design giống như khi nãy mình style giống như khi nãy là mình muốn làm. Đấy, thì cái output của mình ra thì ví dụ như đây là một cái design khá là ok, cũng tương tự giống như cái style cái con chó cái đích thiết kế trước kia. Thì cái đây là một cái style là khá ok ha. Thì đây là một cái cách mà chúng ta học cái câu prompt của người khác để mình sử dụng, tái sử dụng lại cái prompt request này để mình tạo ra một cái bản thiết kế của mình nó phù hợp như ý muốn của mình. Ok, thì đây là những cái tip mà mình chia sẻ cho các bạn đã xong. Thì trong cái video này các bạn thấy hay thì các bạn nhấn like và subscribe cái kênh Quốc Media để mình chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về những cái tip thích trong cái việc là sử dụng AI. Và đây là những cái doanh thu mà một trong rất là nhiều cái tài khoản của Quốc Anh chia sẻ cho các bạn cái phương pháp của Quốc Anh làm sách trên KDP Amazon của Quốc Anh, làm từ những cái cuốn sách mà tạo từ AI thôi, không cần là mình viết lách gì cả, và sẽ đem lại cho mình những cái doanh thu về mỗi tháng cũng khá là ok.
và mình có thể là nhân cái mô hình này lên nhiều tài khoản và mình sẽ tạo ra được cái doanh thu tự động cho hàng tháng của mình trong việc công việc làm sách như thế này ha. Thì Quốc Anh cũng có một cái khóa học chuyên sâu về làm sách KDP Amazon. Trong cái khóa học này mình hướng dẫn rất là chuyên sâu trong việc là làm sách, sử dụng những cái công cụ AI cũng như là chạy ads vân vân. Thì các bạn có thể là tham khảo ở dưới link của video để các bạn tham gia trong cái khóa học này. Ok, thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.